bên đây là cái thái quát Albania, tất cả những sản phẩm là đều được làm từ những liệu thiên nhiên là từ cám gạo và dietary supplements. In general, you are seeing the qua một cái nước khác đó, mình mua thì mình không biết là công ty đó nó uy tín hay không, hay là cái sản phẩm đó có nhu cầu bên mình hay không đó, những cái đó thì không biết là bên chị là cái nhu cầu bên chị là cái túi bun hay là đóng nhỏ.